Con hỏi thầy con. Rồi tới phần mấy con. Lần lượt thầy sẽ trả lời hết mấy con mà, bởi vì đây là quan trọng lắm. Qua cái sự kiểm tra vừa rồi thì thầy cho con là cái thân đó yên tĩnh, thì nhiếp tâm, chỉ lo nhiếp tâm trong 5 phút. Thì qua những cái thời gian tu tập chúng thì con thấy là nó rất là tốt trong cái tu tập, nhưng mà thỉnh thoảng vài ba thời như vậy nhiều khi nó có nhá lên chút đỉnh, nhưng mà khi nó nhá lên thì mình đã kèm cái hơi thở lại sát thì dưới tác ý, như lý tác ý thì nó đã mất. Thì như vậy thì trong cái quá trình đó thì thầy chỉ dạy mình con tiếp. À con bây giờ con tiếp tục con tu con, chừng nào mà hoàn toàn nó còn một hai niệm nó nhá đó, chừng nào mà thời nào con tu tập nó cũng không có nhá, nó không còn niệm nữa thì lúc bây giờ mình mới tăng. Còn bây giờ nó còn một hai niệm thì con cố gắng con tu tập tiếp tục mình cố gắng, càng lúc nó sẽ cái sức tỉnh nó càng tăng lên thì cái niệm nó không còn có nữa. Còn tiếp tục tu tập thì ban đêm nhiều khi con rất là ít ngủ như vậy, nhưng mà sức khỏe thì nó bình thường. Không sao đâu con, nó ít ngủ là tốt, bởi vì mình lớn tuổi rồi và như vậy là mình không có sợ đâu con. Rồi bây giờ con hỏi thầy con. Kính thưa thầy, trong thời gian cũng như là từ lúc mà con lên về đến lớp trung thủy á, thì cái sự làm bài của con cũng có tình trạng như tôi chỉ gia lập vậy đó. Còn cái phần hiện giờ thì con đang cái tình trạng đó. Còn phần mà tu tập về định niệm hơi thở thì dạy con là tu 10 phút. Thì con tu 10 phút có lúc thì cũng được, có lúc thì chưa đến 1 phút nó cũng bị niệm. Và cái phần này cũng có sự mà liên quan đến cái thân của con, thì cũng là cái trước kia là con bị cái nặng lực là cũng năm nay rồi, cho nên cái thân nó cũng ngồi nó cũng hơi có thời gian lâu nó tụt xuống. Và khi đêm tối đêm khuya này con nghe thức dậy đi kinh hành rồi nửa tiếng đầu, thì xong rồi con ngồi lên ghế để con nghỉ chút để mà con tu tập, nó bị cái quan thông gì nó đánh vào và con bị ngủ như vậy. Cái con sáng dậy với con thấy mình này, cũng như là xét mình như là con đường tự như thế nào để mà cố gắng để mà vượt qua rồi đó, vượt qua khỏi nó. Để lúc này phải nghe kiếm cái cây cờ mà để trong tháp thôi, hoặc là kiếm thêm cái cây nữa để mà đứng đó để vượt qua. Như vậy cái cha nhắc con phải cố gắng dũng mãnh lên. Thì như vậy cái sáng hôm nay thì con lên lớp thì nghe thầy về, thì sáng khi sáng này con ngồi đây thì tâm con nó cứ gom vào thân, thì con thấy gom vào nhân trung và gom vào thân, thì con nhìn chỗ nào cũng như con gom chỗ nào thì tụ ngay chỗ đó, và cũng ngồi thời gian lâu thì cái thân con thấy nó yên, cũng yên. Và ngồi cũng thời gian cũng lâu và thấy cũng mình cũng tắc ý, và cái thân cũng cơn thọ cũng không có động được, cảm thọ cũng vượt qua như thế nào thầy chỉ dạy con xin. À bây giờ con cứ tiếp tục theo cái phương pháp đó, trong khoảng thời gian mà nếu mà còn niệm thì con lui lại ngắn hơn. Không? Còn những cái vấn đề mà nó xảy ra lúc nó ăn lúc nó không ăn thì cái vấn đề đó là nó không quan trọng, nó tự việc nó tưởng là, nhưng mà cái vấn đề hiện bây giờ con tập sao mà con làm chủ thôi. Còn cái vấn đề mà hôn trầm thiền miên con biết cái giờ đó nó hay bị, thì con nên tập đi kinh hành để khắc phục, đừng có cho nó ngủ sớm hoặc là nó bị hôn trầm thiền miên trong cái giờ mình tu tập thì không tốt. Nên con nhớ kỹ không? Thì do đó con ôm cái hơi thở mà con thấy nó không bị tức ngực, không bị, thì con ôm hơi thở. Còn nếu mà nó bị tức ngực thì con chuyển qua cánh tay đưa ra đưa vô. Cánh tay là cái người siêng năng, cái người lười biếng thì không có tu tập nổi đâu. Bởi vì cánh tay chúng ta đưa ra đưa vô vậy nó mất công đó.
Còn cái hơi thở là cái người lưu biến thì có thể được, tại vì mình không cần đưa mà cái hơi thở nó phải thở thôi. Cho nên vì vậy mà ngồi mà hầu hết là thầy biết, mà cái người mà tôi hơi thở là cái người lưu biến. Còn cái người đưa cánh tay ra vô là cái người làm tim. Bởi vì làm biến thì mình ngồi mình đâu có đưa tay, mình ngồi tay chân mình im liềm vậy nè. Rồi bắt đầu đó là cứ cái hơi thở ra vô đó mình hát ý theo nó rồi mình tu. Cho nên dễ sanh làm biến lắm, cái hơi thở nó mới còn, chứ không phải không đâu. Chứ đừng nói hơi thở tốt nữa. Hơi thở là tượng trưng cho sự lười biếng, không có chịu hoạt động, để cho cái cơ thể tự nó hoạt động, mình theo đó mình tu. Cho nên đó là cái lười biếng chứ không phải là cái siêng năng. Cho nên cái người nào mà tu tập cánh tay mà đưa ra vô là cái người siêng năng. Mình nếu mà không đưa tay ra vô thì nó đâu có tự đưa ra vô được đâu. Cho nên mình phải siêng năng. Thầy nói đó là đúng hay không? Cho nên cái người lười biếng ít có khi mà đi kinh hành lắm. Mà cái người siêng năng là người ta hay đi kinh hành. Bởi vì đi kinh hành cũng tập trung y như mình hít thở chứ có gì khác nữa. Mà giả lại người ta đi kinh hành người ta còn kết hợp cả hơi thở vừa bước đi. Mà cái người mà nỗ lực mà người ta nhiếp tâm cho đạt được đó, thì người ta cũng kết hợp với hơi thở à, hít vô thì người ta đưa tay vô, thở ra người ta đưa tay ra. Chứ đừng có đưa lộn xộn, hít vô mà lại đưa ra thì nó trật đó. Mình đưa vô thì nó hít vô, mình thở ra đưa ra thì nó nhịp nhàng lắm, thấy không? Vừa hít vô vừa đưa ra. Thì do đó nó cả hai cái thân hành nội và thân hành ngoại nó cộng lại để cho chúng ta nhiếp tâm, thì nhiếp tâm nó chín chắn lắm, nó chất lượng. Mà nó chứng tỏ là mình siêng năng. Siêng năng là tại vì mình có đưa tay ra vô để khụ cái hơi thở. Ta cho mày hai cái này, hai cái thân hành này mà ta nhiếp vô, chứ đừng nói chuyện mà phóng ra. Có phải không mấy con thấy không? Đó là cách thứ. Nhưng mà giờ mà nhiếp hơi thở mà nó bị rối loạn, nó nhức đầu hoặc là nó sinh ra cái bệnh chướng gì. Bởi vì nói chung là hơi thở là cái thân hành nội rồi. Cho nên nó khi mà mình tập trung nó đó, thì coi chừng nó gây ảnh hưởng của tim gan phải phổi mình dữ lắm ở trong đó, đó. Còn cái tay này nó không có sao hết, nó có mỏi tay thôi chứ nó không có đến đổi mà nó hư gan hư phổi mình trong đó đâu. Còn hơi thở mình nó thở bậy bạ, nó hư ruột hư gan mình trong đó. Thậm chí như mà thở không đúng cách nó thúi trong đó. Cho nên cái hơi thở nó quan trọng lắm mấy con. Nó là thuộc về hoạt động của nội tạng. Một cái người không thở là cái cơ thể phải chết thôi, nội tạng nó dừng lại. Còn bây giờ mình còn thở là cái nội tạng nó còn hoạt động, cho nên nó sống đó. Thì mấy con thấy nó cái vấn đề quan trọng. Cho nên thầy không có nhất thiết là cái hơi thở, mà tập cánh tay đưa ra hoặc đi kinh hành, điều đó là điều mấy con tu tập. Cho nên vì vậy mà kiểm tra cho nên vì vậy nó con tập theo cái đó thì được rồi, con đừng có lo lắng gì hết. Nhưng mà muốn phá hôn thầm tự nhiên thì phải đi kinh hành, đừng có phải chuyên này. Thưa thầy, thì cái ngực của con thì nó bị rối biến động như vậy, thì như bữa sáng bữa hôm nay thì nghe thầy về thì trường của thầy, nó nghe cũng sợ cho nó hơi im. Nó im giả thì chứ một mình con nó hoành hành con dữ lắm. Hơi thở nó cũng bắn nhẹ, thấy nó có sự kinh an. Vậy là theo con thì tôi đọc cái thân hành nội căn ngoại đưa tay ra con, đó đưa tay ra, nhiếp tâm cho được trong cánh tay ra, còn thiện tâm con. Kính thưa thầy, cho con xin hỏi thăm vài vấn đề. Vấn đề thứ nhất tức là về cái hơi thở, thì con thấy ví dụ nếu mà con ngồi mà con hít thở một lúc lâu á, có nhiều khi cái chỉ cần 5 hơi thở là nó buồn ngủ rồi này. Nên thế là bây giờ con đứng dậy vừa đi con vừa hít thở, hoặc là con đứng hít thở thì nó được. Mà hãy mà cái chỉ cần 5 hơi thở rồi xong rồi con tiếp tục cái hơi cảnh khác. Rồi cách thứ hai nữa thì con đi kinh hành mà con không có nhức trong hơi thở đó, mà nhức tâm ở trong cái bước đi như vậy có được không thưa thầy? Được. Có khi con thấy cái đi mà kinh hành đó con kết hợp giống như kiểu thanh hành niệm luôn á, tức là mình cái thức tình động tác một á, thì con thấy làm liên tục trong nửa tiếng nó cũng sao lên. Thì như vậy thì mình cũng đâu có cần nhất thiết là phải hơi thở không? Không, đâu cần nhất thiết hơi thở con, chỉ mình cần nhiếp tâm được thôi. Cho nên con đi kinh hành mà con tác ý từng bước đi của con, thay vì nó cũng giống như cái pháp thân hình niệm cái gì, nhưng mà thân hình niệm mà tập luyện thì người ta biết là phải tập cái nào trước, tập cái nào sau, cái hành động nào trước, tác ý như thế nào để luyện cái thần lực. Còn cái này tác ý để mà nhiếp tâm cho được chứ đâu phải là luyện thần lực đâu. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mà con đi kinh hành mà con tác ý tốt thì cứ đi kinh hành cũng như là hơi thở con vậy, chứ đâu có gì đâu mà sợ. Còn bây giờ con ngồi đó mà con nhiếp tâm nó cứ gục đó, thì thôi cái chuyện này rồi con làm biến không được. Coi như cái người mà ta ngồi mà ta nhiếp tâm á, mà người ta không bị gục mà không có bị chướng ngại gì hết á, là cái thân tâm của người ta nó cái thân tâm lười biếng, cho nên nó ngồi đó nó tự động nó theo dõi hơi thở được.
Còn cái thân tâm con là cái thân tâm lùm xiêm, cho nên buộc phải đi kinh hành, phải đưa cánh tay ra, cho nên ngồi ngồi làm biết không được, có phải không? Cho nên biết không được thì chứng tỏ nó báo cho mình biết là không tâm thì miên. Cho nên vì vậy đó thì con nên tu tập vậy đó, là đi kinh hành. Tập đi kinh hành là tốt nhất. Không thì đấy, tu tập là mình cứ vận động cái thân của mình, lấy cái thân hành bước đi của mình, rồi cộng thêm hơi thở. Nếu mà hơi thở không rối loạn thì mình nhiếp thân cùng hơi thở với bước đi thì càng tốt. Còn không mà mình thấy đi mỏi chân quá thì thôi ngồi lại, đưa cánh tay ra vô thì làm sao chân mỏi, cho mặc sức mà tay mỏi đi chứ gì. Mà tay thì mình lại khôn nữa, đưa tay này đã rồi cho tay này nghỉ, rồi đưa tay này thì tay mày nghỉ rồi mày mỏi nữa sao đó. Thì hai cái thì thay phiên nhau tu tập thì các con cũng thành công, thành công tốt rồi. Không à, tập như vậy theo đặc tướng đúng của con đó. Thưa thầy, con khổ nổi cái là thấy mình ngồi thì không cầm, thì phải đi hoài thôi. Cái đó là cái tính siêng năng. Thì siêng năng là nếu tu tập vậy là tốt, có siêng năng rồi chứ không có lười biếng được đó, thì phải siêng năng thôi. Cái gì con? Cho nên con hỏi với thông cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề bài bài làm á, thì có những bài nó dài quá thưa thầy, thì có thể là con nghĩ là có thể làm cái phần đáp án, thì sau đó về cái đối chiếu là với đáp án của thầy là cũng kiểm tra đi kiếm. Chứ còn có nhiều khi dài quá cái họ làm tất cả tôi xin giúp con và làm phần giải trình á, thì dài quá thì nghe thì con xin là có thể là tới phần đáp án là trong là đối chiếu được không thưa thầy? Cũng được con, không sao. Hoặc là có thể là trong cái phần giải trình có thể lựa ra những cái nào mà thấy nó nổi bật nhiều hơn á, rồi xong rồi giải trình. Cũng như cái ví dụ chẳng hạn bây giờ nói về nhân quả, mà cái đáp án đó nói về nhân quả, mà nhân quả thì mình đã thông suốt rồi, cứ ngồi viết hoài cái đó thì cũng vô ích mất thì giờ. Cho nên vì vậy mình bỏ qua, đây là nhân quả thì cái này đã có đáp án, đã có giải trình án của cái đoạn nào rồi, do đó mình bỏ qua, những lựa cái đáp án nào, cái bài nào thì mấy con lại chọn nó lấy, rồi mấy con giải trình cái án của cái đáp án đó nó đúng vào để mà triển khai cái tri kiến hiểu biết về cái đạo đức đó thì hay hơn. Chứ mà nhiều khi cái bài nó cả mười mấy cái đề tài của nó, tức là đáp án nó mười mấy hai chục cái, mà bây giờ giải trình án hết rồi mà phải giải trình đầy đủ chứ không lẽ giải trình thiếu được, do đó mấy con phải mất nhiều thời giờ lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần thiết những cái gì cần, còn cái những cái đó để cho những cái người mà người ta vào người ta học đạo đức không đó, thì người ta phải triển khai cái phần đó. Còn bây giờ mình đang gấp rút để mình đi, coi như là mình chạy đua đó, mình chạy rút đó để cho mình làm chủ sinh tử, chứ không khéo nó lỡ nó đến rồi nó mấy con nín thở rồi thì có kể như hết tu rồi đó, phải không? Cho nên vì vậy bây giờ thì không thể nào còn chờ đợi cái thời gian nữa. Không lẽ bây giờ một lớp này thì mấy con nói thôi mấy ông già chạy trước đi, cho tụi tôi trẻ tụi tôi thủng thẳng đi sao, thì như vậy mấy con trẻ mà còn thua mấy ông già, người ta đến người ta làm chủ rồi mấy con mới mất cỡ đó. Đồng thời học lớp mà bây giờ người ta làm chủ sinh tử luân hồi, còn mấy con chưa có làm chủ gì hết, người ta bảo chết chết sống sống, còn mấy con ngồi đây mà cái đau bệnh đuổi còn không được thì mấy con thấy nhục nhã lực nào. Mình học chung người ta lớp, thí dụ như con thấy như sư Giác Thường nè, Giác Thức nè, mấy người lớn tuổi nè, như Gia Hạnh nè, các con thấy người ta lớn tuổi vậy mà người ta làm chủ được, còn mấy con như mấy con còn nhỏ tuổi vậy, như Phước Tồn là nhỏ nhỏ vậy mà rồi bây giờ không làm chủ được gì hết thì còn nhục nhã nữa. Ông già mà người ta làm chủ được, cùng mình tu tập bây giờ cứ đau lên đau xuống mà không đuổi được thì như vậy là mấy con sao, phải không? Cho nên cái ý chí, cái ý chí, cái cương quyết nó không để nhục chí mình, không để thua mấy ông già, thì do đó cái lớp này là cái lớp phải quyết định là đào tạo cho được những người làm như vậy thì mấy con phải ráng chứ. Cho nên phải nỗ lực bằng mọi cách. Cái phương pháp hơi thở này không được, phải chuyển qua cái khác liền tức đó, thân hành hoại bước đi, hoặc là cánh tay đưa ra vô phải tập luyện. Các con phải thấy cái sự tu tập của chúng ta nó phải có cái sự nỗ lực thật sự để mà cứu lấy mình, đó là cái quan trọng, chứ không phải ở đây mình hơn thua nhau đâu, mà cái quan trọng làm sao cứu lấy mình, dù trẻ hay dù lớn mình vẫn phải lo lắng cái vấn đề tu tập của mình. Cho nên ở đây thí dụ như con thấy là cái vấn đề con ngồi là bị không đồng thì đi kinh hành, mình có pháp mà đó. Thành ra cánh tay đưa ra vô rồi đi kinh hành cũng đều là cái pháp để nhiếp tâm, chứ có gì đâu mà sợ. Dạy đâu có thầy có đó mà. Cho nên thầy nói cái nào là làm được thì mấy con làm, mà cái nào không làm được thì mấy con dừng lại. Yên tâm, mấy con sẽ tập tu cho đúng cách và nỗ lực năng nổ. Bởi vì luôn luôn người ta cũng năng nổ, người ta tu tập, mà mình tu tập một lượt với người ta mà mình thua người ta thì không được. Trong một cái lớp học này, ví dụ như có 2-3 người hạng nhất mà mình thua những người hạng nhất này không được, phải nỗ lực học, học đêm học ngày, học cho bằng người ta, học cho hơn người ta mới được.
là như vậy mới được. Cũng như bây giờ thiện tâm con mà con tu tập con thua mấy ông già này là thấy mình nhục chí rồi. Có phải không? Đâu có được, không thua ai hết nè. Nhất định là mình là con người là phải tu tập là phải bằng hoặc hơn thôi, chứ không có phải đi trước, chứ không có thua sao. Cho nên mỗi người đều có một ý chí, một cái dũng mãnh trong tinh thần của mình, phải thấy là cái gì trách nhiệm bổn phận của mình phải cứu lấy mình nè, thì không chịu thua một người nào hết trong lớp này. Thì mỗi người đều phải có cái điều đó. À, bắt đầu tôi đâu có thua, tôi phải nỗ lực tôi. Nhưng mà cái nghiệp tôi mà nếu không có chậm đi nữa, tôi cũng là cái sự ý quý chí ý của tôi, quý chí của tôi rồi. Nó cũng nói lên được cái sự quý chí, cho nên mới con phải nỗ lực. Không? Nhớ chưa, con thiện tâm thì nhớ phải đi kinh hành. Con thì phải siêng năng hệ đệ nhất, phải đi kinh hành, không có lười biếng được. Tam con, người bắt châu được cả con. Nó châu đi. Con nghe tin bệnh được từng nào á, được từng nào vừa cháu bán cái học là thánh thần anh là con vô thử trong lý đường năm môi con đều nghiệm à, được hết. Nhưng mà cái thời gian ngắn á, để không nó đi đứng nằm ngồi mà cứ vọng tưởng không á thì không được. À, ở đây là nhiếp tâm, nhiếp tâm trong cái trạng thái bất động đó à, mà nhiếp trong cái sức của con, cho nên vì vậy nó ngắn nhất để mà con nhiếp không có niệm. Chứ là con đi đứng nằm ngồi tu cái kiểu mà niệm Phật á, đi đứng nằm ngồi đều niệm á, để cho được cầu giảng sanh á thì không được. Ở đây thì rõ ràng là làm chủ hoàn toàn trong cái sự bất động thanh thản, là cái sự không có nương vào cái thanh thản nào cả. Con hiểu không? Mà cái thời gian ngắn nhất mà đạt được chất lượng đó thì con phải giữ gìn cái thời gian đó mà tu tập. Con con. Thầy dạy cho con qua cái đặc tướng cho cái pháp tu của con. Con nên tu như pháp châu, tâm thanh thản an lạc vô sự. Có vậy thôi, tất cả các cái niệm khác đến thì dùng cái tri kiến của mình quán xét phá thôi, chứ còn không tập trung chỗ nào hết. Con nhớ giữ tâm bất động à, tâm nhắc nó, tâm thanh thản an lạc vô sự. Rồi con ngồi trong cái thời gian mình tu tập, cho nên trong cái hoàn cảnh gia đình của mình bất kỳ có những cái động gì ấy, thì lấy cái câu tác ý đó đó mà dập nó, dập tất cả những ác pháp để làm cho tâm con trở về giữ thanh tạng an lạc vô sự, thì con sẽ bình an. Cứ vậy, nó có cái gì vậy thì nhớ không, tác ý đó là cái cứu cánh của con, để cứu con, để con vào trong cái sự nhiếp tâm bất động, thì lấy cái pháp đó mà tu tập trong cái hoàn cảnh nào. Chứ như vậy nó đem lại cái sự mà bằng lòng của con, nó không có còn bị chướng ngại ở trong tâm của con. Tất cả mọi cái ác pháp bên ngoài không có nào tác động được, cho nên con không có cần nhiếp tâm trong hơi thở, hoặc là đi kinh hành hoặc này kia, mà chỉ cần có cái đi kinh hành hoặc là đi tới đi lui hoặc là này kia, đều là giữ tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự. Nhưng mà giữ tâm thanh tạng an lạc vô sự nó có thời gian để cho cái chất lượng nó có thôi, nó sẽ không có còn gây cái trở ngại ở trên đầu con hoặc là tất cả cái cơ thể của con bị cái chướng ngại nào nữa hết. Và đồng thời cái pháp mà thanh thản an lạc vô sự đó, nó lại xả tâm con rất là dễ dàng, có cái chướng ngại gì nó cũng xả được hết. Bởi vì nếu mà nó không xả thì nó lại là không vô sự rồi, mà nó lại là không thanh thản an lạc rồi. Buộc lòng mình nhắc nó thì nó phải trở về với thanh thản an lạc vô sự, cho nên ai làm gì làm nó vẫn xả ra được hết. Mà nếu nó không xả thì nhắc nữa thì phải nó không phải hết.
Bởi vì mày một lần mày chưa nghe lời, mày chưa xả thì tao nhắc lần thứ hai. Thành thả an lạc vô sự, tất cả các pháp đều vô thường, không có gì của mày đâu mà mày ở đó mày động tâm. À, do đó thì coi như là nó sẽ xả ra. Thân con đau nhất con cũng nhắc, thành thả an lạc vô sự, thọ là vô thường, không có tác động đâu mà sợ. Mày yên tâm, thanh thả an lạc vô sự, vì vậy nó sẽ an lạc vô sự. Con nhớ tác ý nhiều đó tu tập thôi, thì con sẽ bình an, không có gì đâu. Không có cần phải tu hơi thở gì. Tại cái đặc tướng của con bây giờ nhiếp những cái điều kiện này, nó sẽ gây rối loạn cái cơ thể con, mà nó sẽ tu tập không tốt. À, chờ chừng nào mà khi mà tâm con bất động, thanh thả an lạc vô sự rồi, mà lúc bây giờ thì thấy cần phải tu pháp thân hành niệm hoặc là liên thần lực, thì thầy sẽ dạy tiếp tục tới. Nó còn hiểu không? Rồi bắt đầu bây giờ tới Phước Tồn. Rồi con Phước Tồn. Kính thưa thầy, con trình bày về những cái con trong thời gian qua. Thì trong mỗi một ngày con tu tập chỉ có buổi sáng kia và buổi tối, hỏi thầy mỗi một buổi như vậy là có 30 phút. Thì cái ngày đầu tiên thì con tu tập trước 30 phút thì khi xả ra thì con nhắc với thầy qua thư. Thì nhưng mà tới ngày hôm nay buổi sáng hôm nay thì sau những thầy cái buổi đầu tiên đó thì cái thân con nó không có cảm thọ đâu nữa. Nhưng mà khi mà xả ra như buổi sáng nay thì khi xả ra thì cái cơ thể con nó cảm thấy nó nhẹ nhàng, cái nó không còn đau nữa. Thì nhưng mà nó chỉ có phải thừa hơi cho nên thì khi mà nó thừa hơi khoảng 5 phút thứ 20 cho đến 30 thì lúc đó thì nó tham gia cái vô khí rất là nhiều. Rồi cho nên con khi mà nhất tâm và dù có tác ý thì mỗi cái hơi thở đều tác ý hết. Thở thì đến 1 rồi cho đến 5, nhưng mà có những lúc mình vô khí nó đánh thì con không còn nhớ câu ý nữa. Sau đó thì con mới tác ý được câu, nó thấy dài và con tiếp tục như vậy cho đến phút thứ 30 con xả ra. Như vậy trong trường hợp này à, theo thầy thấy cái trong cái giai đoạn của con á, thì coi như là về cái bệnh thừa hơi và nó làm cho con cũng trở ngại rất nhiều trên cái sự tu tập. À, bắt đầu bây giờ đó con, theo thầy thấy vì cái thừa hơi đó mà nó đưa đi đến con hôn trầm thì niên chứ không có gì. À, muốn như vậy đó thì trong cái thời gian mà tu tập thì nếu mà nó khó khăn quá, nó không thể nào mà dùng cái hơi thở mà để nhiếp cái tâm của mình, thì con nên dùng cái trạng thái bất động thanh tạng an lạc vô sự mà tu tập thôi. Thì đồng thời nếu mà có bị hôn trầm thừa hơi nó lên xuất hiện ra, nó làm cho con bị hôn trầm tự nhiên, thì lúc bây giờ con nên tập đi kinh hành trong cái gì sự giữ tâm thanh tạng an lạc vô sự, mà không cần phải dùng cái các pháp như hơi thở thân là nội ngoại mà tu tập, mà chỉ dùng tập luyện cái bất động tâm của mình thôi, tùy theo cái đặc tướng của mình mà mình không có sử dụng được cái thân hành nội và thân hành ngoại, cho nên vì vậy mà mình nhiếp tâm trong những cái hành động không có được, thì do đó bây giờ mình nhiếp tâm ở trong cái trạng thái bất động tâm tạng an lạc vô sự, vì vậy đó cái thân hành động, cái thân hành nội của mình nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho cơ thể của mình, mà tập trung ở trong thân hành ngoại nó cũng có thể gây ảnh hưởng, nhưng mà nó ít hơn. Nhưng mà vì cái cơ thể của con nó sẵn có cái nghiệp bệnh của nó rồi, mà muốn phá cái nghiệp bệnh đó thì chỉ có cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự mà thôi. Cho nên vì vậy mà nhiếp vào ở trong đó thì con thấy dễ an ổn hơn. Dễ an ổn hơn để cho mình nhiếp phục được trong đó, để mình an trú cho được ở trong cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó, mà nó kéo dài cái thời gian nó được 1 giờ hoặc là 30 phút rồi sẽ tu tập cái pháp khác, thì thầy chừng đó thầy sẽ hướng dẫn. Chừng đó nó có sự an trú rồi thì cái cảm thọ trên thân con, cái nghiệp thân con nó sẽ chuyển biến, nó thay đổi đi, nó không còn nữa. Thế bây giờ mà nếu mà tu tập như con hiện giờ đó, thì thầy thấy cái thân nghiệp của con nó sẽ tác động, nó sẽ làm cho con tu tập rất là chướng ngại, có bữa yên có bữa không, có khi được có khi không, do nên nó không có làm cho con cái sự nhất tâm nó điều đặn. À, cho nên bây giờ trở về với cái pháp thanh thản an lạc vô sự, cái phương pháp đó là cái phương pháp thư giãn để cho cơ thể của mình nó được an trú, để cho nó đẩy lui được những cái bệnh nghiệp của mình đã có sẵn. Còn người ta có cái thân mà người ta không có cái bệnh, thì bây giờ người ta không có bệnh mà người ta tập nó mới sẵn ra cái bệnh, thì do đó mà người ta còn bỏ, người ta còn phải đi vào cái trạng thái bất động thanh tạng an lạc vô sự. Còn tại sao mà những người khác
mà tại sao phải tu hơi thở, phải tu cái thân hành niệm? Tại vì những người đó, cái đặc tướng người ta tu như vậy, nó có cái đối tượng để người ta nhiếp tâm, người ta ăn trú nó dễ dàng. Còn cái tâm thanh thản là vô sự, coi vậy chứ nó khó lắm chứ không phải dễ. Bởi vì nó không có cái chỗ mà cái tâm chúng ta bám để mà nhiếp à, bởi vì nó vô hình. Nói thanh thản, chúng ta biết cái thanh thản nó vô hình, chứ nó đâu phải có cái hơi thở mà ra vô hồ học như vậy đâu, hoặc là quấn tay đưa ra đưa vô như gió vậy đâu. Cho nên vì vậy nó rất khó nhiếp tâm chứ không phải dễ. Nhưng chúng ta nhận ra được, nhưng mà nhận trong cái vô hình để mà giữ cái tâm mình bất động. Như vậy là khó nhiếp lắm, cái kéo dài thời gian rất là khó. Nhưng mà chúng ta không cách nào khác hết, và bây giờ chúng ta phải tu tập gì đối với cái nghiệp thân của chúng ta. Cho nên chúng ta còn cái phương pháp đó là phương pháp thư giãn để đối trị cái thân bệnh của chúng ta. À, do đó thì con nên tu cái pháp thư giãn. Rồi lần lượt rồi sẽ trao lời thầy trên cái pháp thân như thế nào. Chứ còn đừng có tập cái hơi thở, đừng có tập gì đó. Bởi vì qua bức thơ gửi rồi thầy thấy về cái thân của con là phải tu tập vậy. Cho nên hôm nay thầy đến đây là cũng là cái mục đích để giúp cho con vượt qua những cái khó khăn đó, giúp ngoài những cái khó khăn của cái bệnh thừa hơi của con. Nó tạo cho con từ lâu tới giờ mà tu tập cứ dậm chân tại chỗ không là cái bệnh thừa hơi của con, nó làm cho con tiến không được. Dạ, cũng cho thầy con tu tập như thế nào về cái pháp này không rõ. À, thanh thản an lạc vô sự, cái phương pháp bất động tâm thôi. Con chưa nắm vững phải không? Đâu có gì đâu. Thì bắt đầu bây giờ con, thay vì con tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ra gì, thì con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự. Rồi bắt đầu con ngồi im lặng, rồi con lại nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự. À, con cứ lát tác ý cũng như con tác ý hơi thở vậy. Y như tác ý hơi thở, rồi hơi hít thở thở, rồi tác ý ra, hít thở tác ý ra. Còn cái này thì lại tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự. Rồi con để tâm con thanh thản là vô sự một chút xíu là con tác ý ra nữa, cứ vậy thôi, nó không có nhiếp tâm ở trong cái hành động nào hết, con hiểu không? Cho nên cứ tác ý ra vậy con vẫn viết cho nó vào cái sự bất động thanh thản là vô sự của nó. À, coi như là con phải đi từ cái chỗ mà nhiếp tâm không vọng tưởng, tức là cái thời gian ngắn nhất của con là từ 1 phút, tập được chưa? Rồi 1 phút rồi tăng dần lên 2 phút, có vậy thôi. Nhưng mà trong lúc ví dụ con thấy xong rồi bắt đầu con giữ tâm thể là đọc chữ mà con thấy thì cái tâm mình nó quay vào thì nó thấy hơi thở. À, thấy hơi thở kệ nó, nhưng mà mình vẫn nhắc chứ mình không có nương hơi thở mà. Không có thấy hơi thở rồi bắt đầu hít thở theo kiểu đó thì con như là tu hơi thở rồi mất con còn gì. Rồi lát đây nó thừa hơi ra nữa. Rồi cho nên vì vậy mày phải biết cái tâm thanh thản là vô sự, nhưng mà bây giờ nó thấy hơi thở. Mà tao mày thấy nhưng mà điều kiện là thanh thản là vô sự. Chứ mà mày sanh ra cái chướng gì là không thanh đản là vô sự được không được. À, do đó thì con cứ nhắc. Rồi nó sẽ ở đâu? Nó sẽ ở trên hơi thở chứ đâu. Nhưng mà nó không phải là do cái chỗ để mình gom cái tâm mình trong hơi thở. Không hiểu không? Chỉ biết thanh thản thôi. Là do đó là cái tâm của con đừng có chú ý gì cái hơi thở. Chứ không kéo tới chừng thanh thản mà nó cứ tập trung trong hơi thở đó. Thành ra cuối cùng là nó nhiếp tâm ở trong cái thân hành nội của nó, cái hơi thở của nó. Thì sai rồi, có dừng. Cho nên khi mà thấy nó cứ bám vô cái hơi thở, tâm thanh thản là vô sự, không có neo trong cái hơi thở. Ở đây không phải là tập hơi thở đâu, mình quen cái tập hơi thở rồi phải không? Nhá ra đi chứ không có ở đây mà nó bám vô đó không có được. Thì con nhắc nó vậy, thanh thản là vô sự, rồi để tâm thanh thản đó. Hoặc là con nó thấy hơi thở thì con nhìn ra ngoài cây cỏ ngoài, để cho nó đừng có chú ý cái hơi thở nữa, nhìn ra ngoài trời. Rồi nhắc thanh tạng là vô sự, thấy cây cỏ này kia thanh tạng đứng yên phong phát, nó lặng lẽ thanh tạng, đó là đúng rồi. Nhưng không? Phải tập luyện một thời gian sau mới có rút tỉa kinh nghiệm, chứ không phải nghe nói thanh tạng rồi nó thanh tạng đâu. Nó không dễ thanh tạng đâu, phải tập một thời gian sau rồi mới biết được cái thanh tạng. Chừng mấy con nói, như vậy là con thanh tạng rồi đây. Thì như vậy là mấy con đã tắm được thanh tạng, chứ mấy con chưa có nghe nói thanh tạng, chứ sự thật là bây giờ mấy con chưa thanh tạng đâu. Lát nó nhảy niệm này, lát nhảy niệm kia, làm sao thanh thản? Có hiểu chưa? Nói vô sự chứ nó chưa vô sự đâu. Lát là chuyện này, lát chuyện kia ở trong đầu của mấy con, như cái chợ mà ở nó vô sự. À, mấy con đấy nó nói vậy chứ nó khó lắm. Nghe cái cụm từ của người ta thanh tạng an lạc vô sự, mà rồi nó không vô sự đâu, mà nó không an lạc đâu, chứ không phải là nó an lạc được đâu. Nó sanh chuyện đủ thứ ở trong này nè, chứ không phải dễ đâu. Vậy cho nên cái pháp mình dẫn mà. Bây giờ mình đang dẫn nó vào cái sự thanh thản là vô sự, cho nên mình cứ nhắc vậy thôi chứ nó chưa có đâu. Chừng mà nó có rồi bắt đầu bây giờ mấy con mới ngồi chơi đúng rồi,
sướng thiệt. Ở đây bây giờ nó thanh thản lại vô sự thật rồi. Hồi mới vô tàu trời đất ơi, nhát nhát chứ nghe không thấy được cái gì hết, cứ lá nó xẹt ra cái này, lát xẹt ra cái kia, nó chưa, cái thằng này nó hữu sự quá trời đi, nó không có ít, nó ít sự đâu, nó nhiều cái chuyện lắm, thấy không? Cho nên về mà tu một thời gian sau mới thấy nó là vô sự, chứ bây giờ chưa vô sự đâu. À, ngồi kiết già thì sợ nó có khi nào mà tỉnh táo ngồi được thì ngồi, mà không thì đi kính hành, có gì đó. Bởi vì cái pháp thanh tạng là vô sự, con đi cũng được, mà sợ không tầm tự nhiên, nhất là tuổi trẻ mấy con mà ngồi nhiều là lười biếng, thế nào cũng ngủ chứ không thật đâu. Rồi chắc ăn mà thầy nói bảo đảm là mấy con ngồi luôn lát rồi nó ngủ đi mất đi, nó chứ không có gì đâu. Cho nên tuổi còn trẻ thì già già người ta nó ít ngủ lắm, người ta mong người ta ngồi cho nó ngủ mà nó không chịu ngủ. Cho nên mấy người già người ta ngồi, mà mấy người trẻ lại đi, chứ không có được ngồi. Ngồi là mấy con hay ngủ. Mấy con nó nhớ, nói về cái ngủ là mấy người tuổi trẻ, trời đất ơi, già ngủ không được, chứ nó nằm xuống nó ngáy ồ ồ. Không, thầy nói thật mà, ngủ gần mấy con mà, mấy đứa mà còn thanh niên con đó, mình nằm xuống tăng trở qua lại chứ chưa có gì hết, chứ nghe nó ngáy ồ ồ, nó ngủ. Nó thật sự vậy, mấy con già, mấy con thấy ít có ngủ lắm. Nhưng mà tuổi trẻ thì ngủ dữ lắm. Hả, thôi chút rồi vô nó thở, nó ngáy ồ nó ngủ à. Cho nên vì vậy mà trong khi đó phải đi kinh hành, tốt nhất là đi kinh hành, đừng có ngồi nhiều. Hả, nói già ngồi mà trẻ đi thì vậy là tốt nhất. Ở đây tu như vậy là tu phải siêng năng. Rồi bắt đầu con ngồi xuống tới chuyên văn, con hỏi gì không? Đúng rồi, hôm nay thầy đến đây là mục đích dạy con cái pháp coi như là tinh tứ tính cần, con ngồi giữ tâm bất động thanh thản là vô sự. Có niệm gì thì dùng tri kiến của mình xả nó ra, tức là tứ tính cần ngăn ác diệt ác cái gì
sinh thiện tăng trưởng thiện, có cái niệm nào mà thiện để giúp bạn bè làm cái gì thì mình triển khai tăng trưởng cái niệm thiện đó đi làm. Thì thầy biết con đã tu tứ chánh cần từ lâu rồi chứ không phải mới đây, cho nên bây giờ tiếp tục tu nữa, tiếp tục tu nữa, tu như vậy con trình bày thầy tu tốt. Là buổi sáng con tập thân hành niệm, tức là cái pháp thân hành niệm coi như là cái pháp thể dục thể thao con thôi chứ không có gì khác. Nhưng mà nó nhằm, nó có cái lệnh, nó tác ý, nó tác ý từng cái bước đi của nó, từng cái hành động của nó. Thì con, cái nghĩ của con nó không sai đâu. Con nên tu tập đúng theo cái điều mà con đã trình bày, đó là cái pháp nó hợp với đặc tướng của con. Con tu rất dễ dàng và hàng ngày nó sẽ tiến bộ trên cái chỗ mà tâm xã, tức là con đang ở trên cái pháp tứ tiến cảnh, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, không có gì khác hơn hết đó. Thì con nên áp dụng vào cái pháp đó mà tu tập. Và đồng thời từng nào mà đến khi mà hoàn toàn con ngồi 30 phút 1 giờ mà nó hoàn toàn nó không niệm khởi ra nữa thì con biết lúc này là con sẽ ở đến giai đoạn của pháp tứ niệm xứ. Còn nó còn niệm tức là con còn xả tâm, mà còn xả tâm tức là còn ở trên tứ chánh cần. Con nhớ chưa, cứ tu tu chừng nào mà tới chừng nào mà khoảng 30 phút hoặc là 1 giờ mà ngồi chơi mà mình đâu có gì đâu, nhưng mà tỉnh giác đàng hoàng chứ không phải ngồi chơi mà ngồi kiểu mà nghĩ lan man tầm bậy tầm bạ. Mà hễ mỗi niệm nó khởi ra đều là không qua con mắt của con, không qua cái ý thức của con đều là quan sát để mà xả nó. Thiện thì tăng trưởng lên thì làm giúp đỡ bạn bè, mà ác thì ngăn diệt liền tức khắc, không để nó kéo dây dưa trong tâm con. Thì đó là cái phương pháp của con đang tu tập. Và đồng thời buổi sáng con tập thêm cái pháp thân hành niệm, qua đi kinh hành theo những cái tác ý, hoặc là đi 10 bước ngồi xuống hít thở, 5 hít thở đều được, buổi sáng bằng như đó thôi. Buổi tối buổi kia cũng cần gì tập, nếu mà bị không cần thì tập, còn không có thì thôi không cần tập. Nhớ chưa, nhớ kỹ thì có ôm pháp đó thì sẽ không sai. Còn nếu mà con nhiếp trong hơi thở không thì con bị rối loạn. Nghĩa là mình nhiếp để nhiếp tâm và an trú trong hơi thở không, như là các huynh đệ ở đây thì nó sẽ bị rối loạn. Con chỉ cần tu tập như vậy là được rồi. Bây giờ lo tu tập đi chứ không có gì đó. Đó là cái pháp mà đã thuần của chúng ta, không? Rồi. Giữ đúng pháp này đừng có tu sai, bởi vì từ cái tứ chánh cần này nó sẽ bước qua tứ niệm xứ, mà con bây giờ còn đang ở tứ chánh cần. Phải nhớ con, không cần, chỉ cần tu cái đó thôi, khỏi cần những nhíp tâm trong cánh tay đi ra vô, bởi vì ở đó là đi vào trong cái tứ chánh cần rồi. Đó, coi như là con đang thực hiện ở trên pháp tứ chánh cần bất động thanh tạng là vô sự, mà trên tứ chánh cần để ngăn ái diệt. Còn như phước đoàn là ở trên hoặc là pháp châu đều là ở trên cái pháp thanh tạng an lạc vô sự, nhưng mà nhiếp tâm trong cái sự bất động thanh tạng đó chứ không phải tứ chánh cần. Cho nên vì vậy mà nhiếp cái khoảng thời gian nhất định là không có niệm, rồi dần lượt tăng lên. Nó có khác không? Còn cái pháp của con có niệm hả, mà không niệm thì thôi, nó khác, nó ở trên tứ chánh cần mà tăng trưởng các niệm pháp. Còn cái kia là nhiếp phục tâm mình hoàn toàn ở trên cái sự bất động thanh tạng an lạc vô sự khoảng thời gian nhất định, chứ còn dài nữa là nó sẽ có niệm, nó không được. Nó nói con phải tu căn bản như vậy, nó cũng giống như người ta nhiếp hơi thở, nó cũng giống như người ta nhiếp ở trên bước đi, cũng giống như người ta nhiếp cánh tay, con hiểu không? Nhưng mà vì thì vấn đề của mấy con là phải nhiếp và an trú cho được rồi thì bắt đầu người ta mới đưa con đi vào cái chỗ tứ niệm xứ hoặc là tứ chánh cần. Vậy rồi khi mà mấy con nhiếp được rồi thì người ta sẽ thấy cái định tĩnh, cái sức định tĩnh của mấy con ở cái mức nào, thì người ta sẽ xét thấy qua cái chỗ mà về cái tri kiến mà xả tâm của mấy con học về đạo đức, người ta sẽ xét qua cái điều kiện đó thì người ta cho vào tứ niệm xứ, mà không thì người ta cho mấy con vào khi mà những cái áp dụng những cái đức hạnh của cái đạo đức nhân bản nhân quả mà nó chưa rốt ráo cái tâm tham si mấy con còn, thì người ta cho mấy con vào tứ chánh cần mình để mấy con gạn lọc lần một lần nữa, để rồi mới đưa mấy con lên tứ niệm xứ. Các con thấy ở đây ta dạy có lớp lan đàng hoàng mà, chứ đâu không phải là dạy bậy bạ. Còn con bây giờ là cái duyên của con đã từ lâu đã tập quen nó rồi, cho nên bây giờ con ở trên tứ chánh cần mà ngăn ái diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện, bảo vệ cái tâm của các con, cái chân lý của con thanh tạng an lạc vô sự, hiểu chưa? À, như vậy là nỗ lực mà tu tập đi, đừng có nói rằng sai quá, mà nó hợp với con là vì con thấy rất là an ổn, mà nó hợp làm hiểu bây giờ con sinh thiện là con phải trợ giúp làm cái này làm cái kia, hoàn toàn con còn ở trong cái sự việc làm việc đó, con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà ngăn ái diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện đúng là tứ chánh cần mà con đang thực hiện. À, rồi như vậy là hợp với đặc tướng của con rồi, không còn hỏi gì về pháp gì nữa, cứ vậy mà tu mà xả tâm thì con thấy xả ít thì
giải thoát ít mà xả nhiều, giải thoát nhiều, có vậy thôi. Xả nhanh thì giải thoát nhanh, mà xả chậm thì giải thoát chậm. Ví dụ như ai nói gì đó mà giờ tác ý xả, mà bây giờ nó còn ở trong bụng con thì xả nữa, xả chừng nào hết thì đó là xả nhanh xả chậm là do con, có vậy thôi chứ không có gì hết. Bởi vì đó là cái pháp tứ chánh căn rồi. Không còn niệm à, thì bắt đầu bây giờ con cứ còn ngăn ác, tất cả những cái ác pháp mà nó hết thì nó chỉ còn một cái pháp toàn thiện, một cái pháp toàn thiện, cho nên nó không có khởi niệm nữa. Thì do đó cái pháp toàn thiện là cái pháp nào không, thì tâm thanh thản an lạc vô sự là toàn thiện chứ đó. À, mấy con nghe, thanh thản an lạc vô sự là cái pháp toàn thiện. Còn bây giờ cái thiện, niệm thiện, nó niệm nó khởi ra thiện, thì bắt đầu bây giờ nghĩ phải đi ra làm cái gì đó để giúp đỡ bạn bè của mình, để nhắc nhở. À, hoặc là đang ngồi mà nó nhớ cái niệm này, bây giờ mình phải triển khai cái này để hướng dẫn cho huynh đệ của mình, phải học cái này để kia đạt được những cái tư tưởng này, thì đó là thiện. Do đó khi mà nó niệm nó vậy thì con triển khai cái niệm đó thì nó còn thiện, chứ chưa phải là toàn thiện, con hiểu không? Mà khi mà nó tới cuối cùng mà con thấy ngồi đây mà mình nhắc tâm thanh tạng là vô sự, mà để quan sát qua tự coi nó có cái niệm ác niệm thiện không, bây giờ nó hết rồi, nó không còn niệm ác niệm thiện gì nữa, thì biết là nó đang ở trong cái niệm toàn thiện. Thì như vậy là con đã bước qua cái giai đoạn để kéo dài cái thời gian toàn thiện này, thì nó ở trên tứ địa xứ rồi. Thì chừng đó thầy sẽ hướng dẫn mà, lo gì. Chứ không phải là bây giờ mà tập như quý thầy đâu, tập như quý thầy sự thật là tập mà cũng bất động thanh thản, nhưng mà khó mà kéo dài lắm chứ không phải dễ đâu. Thầy nói thật sự không, đến mức độ nào đó thì thầy cũng sẽ hướng dẫn họ cũng phải trở về tứ niệm xứ mà xả, bởi vì giới luật của họ áp dụng không có đúng cách, cho nên vì vậy mà xả chưa hết cái rốt ráo của tham si, cho nên vì vậy mà họ đi tới nữa không được. Thầy nói bây giờ mấy con nhiếp tâm trong hơi thở, hoặc nhiếp tâm ở trong cái tâm bất động thanh tạng, nhưng mà mấy con muốn dài ra nữa không được, là thầy biết là mấy con phải trở về tứ chánh căn mà xả, chứ không phải là cách nào khác nữa, cũng trở về bắt chước con thôi, không có cách nào. Bởi vì thầy biết trước, thầy dạy mấy con nhiếp tâm an trú 30 phút, nhưng mà mấy con tăng lên 10 phút thôi, tăng nữa không được, thì thầy biết rằng cái tâm xả này nó chưa xả. Do đó dưới luật nó nói nhìn dắt vậy, chứ nó nói dốc nó, chứ nó sự thật nó chưa có áp dụng được, cho nên cái tâm nó còn chướng ngại, nó còn tham cái khi dữ tợn luôn này. Cho nên bắt đầu qua bên này ngồi đây mà thanh đa ăn lại vô sự để mà xả tâm, không biết không, cái thứ để nó đi tới cái pháp, mấy con cũng phải đi qua cái pháp mà tứ chứng cần, chứ không có trật ở đâu á. Thầy dạy mấy con nhiếp tâm an trú để đối trị các tâm thọ của mấy con, nhưng mà đến cái chỗ mà xả tâm mấy con phải đi đến cái tứ chứng cần, nhưng mà mấy con tăng lên nữa, mấy con tăng lên không được, nó sẽ chặn đứng mấy con lại hết á. Nhiếp tâm an trú nhưng mà tăng lên dài ra, từ 30 phút đến 1 giờ là mấy con bị có niệm hết. Khi mà cái tâm mấy con xả chưa sạch thì mấy con dễ bị niệm, bắt buộc lòng thầy phải cho mấy con trở về lớp tứ chánh căn, chứ không được lên tứ niệm xứ đâu. Nói chừng nào mà hoàn toàn mà tăng lên mà nó không có nữa, từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ thầy thấy được rồi, bây giờ vô tứ niệm xứ được. Còn cái chuyện mà mấy con thì không chắc đâu. Cho nên bây giờ con tu vậy là con tu vô tứ chánh căn rồi, khỏi phần nhiếp tâm ở trên này mà xả. Cho nên tại sao mà thầy phân lớp, cái người nào tu ở lớp nào ra lớp nấy chứ. Cho nên thầy thấy rõ ràng lắm, không có cái gì. Nhiếp tâm an trú ở trong hơi thở, hoặc là thân hành hoại, cánh tay đưa ra vô, đó là mục đích nhiếp tâm và an trú. Và bây giờ mấy con nhiếp tâm an trú trong thân hành nội, thân hành ngoại cũng được, thì thầy dạy cho nhiếp tâm thanh tạng an lạc vô sự. Có phải không? Mấy con thấy đâu có ngăn án diệt án đâu. Nhưng mà cuối cùng mấy người này thì sau này nó cũng phải trở về tứ chánh căn, chứ tăng lên nữa mấy con tăng không nổi đâu. Thầy nói tới cái mức độ mà tăng lên để mà đạt cho được, để vào tứ niệm xứ, là phải hoàn toàn thanh tạng an lạc vô sự bất động, phải nhiếp phục an trú được. Khi mà an trú rồi thì mấy con không còn tác ý nữa, thì nó vẫn còn cái bất động thanh thản, mà bây giờ kéo dài lên nữa thì không được, thì tức là mấy con trở về tứ chánh căn. Thì tứ chánh căn thì buộc lòng mấy con phải triển khai cái tri kiến giới luật đức hạnh của mấy con, để mấy con áp dụng vào cái tri kiến để xả nó, chứ có cái gì khác hơn. Ở đây mục đích xả chứ chúng ta đâu phải là mục đích ức chế tâm. Mình tu mình xả chứ, nhưng mà phải xả phải có pháp đàng hoàng, buộc lòng cái tri kiến của mấy con phải thông suốt. Những gì thông suốt cần phải thông suốt, cho nên vừa cho học mà vừa cho luyện cái tâm định tĩnh thì mấy con biết. Còn bây giờ con là bây giờ như vậy là cái đặc tướng của con, thì con phải áp dụng chỗ tứ chánh căn con tu cao hơn người ta rồi, mà còn đòi gì nữa, bây giờ muốn xuống nữa phải không? Bây giờ con muốn tu đưa cánh tay ra vô nữa là con muốn xuống lớp chứ gì, được lên lớp 2 rồi mà còn muốn trở lại lớp 1 học là thừa rồi, con nghĩ phải không? Cho nên bây giờ
lên cái lớp rồi, ở đây thầy nói thật sự ra cái người nào tu tới đâu tới đâu thầy biết không? Biết thầy đã kiểm tra mấy con mà không biết cái lớp của mấy con thì làm sao mà sắp lớp cho mấy con được. Nhưng mà thầy sắp lớp của mấy con, bây giờ thầy nói mấy con mới mường tượng được cái chỗ thầy sắp lớp. Chứ không ngờ là thầy có cho mấy con rồi bây giờ xuống lớp 1 ba người này xuống cái lớp kia, ba người này bốn người này lên lớp không. Ở đây cái tu của mấy con là đã cái lớp của mấy con rồi đó. Mấy con thấy giờ cái lớp của mấy con rồi, cái lớp nhiếp tâm an trú và cái lớp tứ chính tâm và cái lớp tứ niệm xứ, mà ở đây chưa có cái lớp tứ niệm xứ. Rồi lần lượt mấy con tập mà thầy thấy cái thời gian mấy con kéo dài được thì có từ cái chỗ nhiếp tâm và an trú này được mà kéo dài được khoảng 30 phút 1 giờ được rồi thì thầy thấy cái người này khỏi cần qua tứ chính cần thì đưa qua, bởi vì cái tâm họ nó bất động được, nó bất động được đưa qua tứ niệm xứ. Còn nếu mà hoàn toàn nó cứ lên nữa sao nó cứ dậm hoài vậy nè, kiểu này thôi đi về tứ chính cần đi để mà ngăn ác diệt ác, cho nên cũng trở về giữa tâm thanh tản bất động. Thì do cái sự nhiếp tâm an trú, nó có sự an trú rồi nó ngồi nó bất động, nhưng mà nó phải có niệm, nó có niệm do nó mới dùng cái tri kiến mà xả tất cả những cái thô này hết, từ xả hết cái thô này nó mới trở về sự bất động hoàn toàn của nó mới vô tứ niệm xứ. Họ còn thấy thầy dạy có lớp nào không có lớp với đâu, mấy con muốn vô được đâu, học chưa rồi lớp này chưa tốt nghiệp được lớp này mà lên lớp khác học ai cho, không có ông thầy nào mà cho học bất tử vậy hết. Học trò làm toán cộng chia cộng trừ nhân chia chưa được mà muốn cũng chưa thuộc mà muốn lên cái lớp trên học mà ai cho học được. Con nghĩ chưa, nó trắc nghiệm rồi mới thấy được cái trình độ tu tập của mấy con ở cái mức độ nào. Mấy con biết rất rõ, thầy biết trình độ mấy con cũng tự biết trình độ của mấy con ở chỗ nào tu, cái phương pháp nào, nó cụ thể lắm mấy con. Rồi đây rồi mấy con tập này, trong vòng một tuần lễ, một tháng thì mấy con sẽ được lên lớp, sẽ được lên lớp. À bây giờ con ở đó con xả riết được rồi thầy cho lên lớp tứ chính tứ niệm xứ, có gì đâu, bây giờ hết niệm rồi tôi sẽ lên tứ niệm xứ chứ thầy cho tôi ngồi đi hoài đâu được, có phải đúng không? Mấy con thấy chưa, nỗ lực tu đi rồi mấy con sẽ lên tứ niệm xứ, rồi mấy con mới lên tứ thần túc, luyện thần lực để nhập các định, mà nhập các định xong rồi thì mấy con sẽ thực hiện tâm mình. Thì coi như mấy con xong rồi, bây giờ tốt nghiệp đi ra đi làm việc chứ ở đây, đi ra ngoài Nghệ An hoặc đi ra ngoài Ninh Bình ở ngoài đó đi dạy ngoài đó chứ ngồi để hoài sao được. Thầy đâu có cho mấy con ngồi để tu nữa đâu, không cho ngồi chuyện đó. Học rồi tu rồi bây giờ tốt nghiệp rồi thì đi ra ngoài kia mà hướng dẫn người ta, mọi người người ta đang mong chờ cố mai mốt mở cái cất cái trường học ở ngoài ruộng kia xong rồi đó thì coi như mấy con tu rồi đi ra ngoài đó dạy ngoài đó bà con ở số này đi cả cái xã Gia Lộc này tập trung vô đó học mấy con dạy đạo đức giùm thầy, có vậy được không? Đó là điều kiện mấy con tu rồi, chứ không phải là tu rồi nó thôi tu rồi thôi tu chết chứ cho rồi xuống để đi dạy cực quá thì không được, cái điều này không được. Mấy con đang thầy già rồi mà thầy con dạy mấy con cực như vậy thì ít ra mấy con phải chịu khó chứ. Nhưng mà thầy nói là khi mà thầy đến đây mà thầy phân lớp là bắt đầu mấy con biết cái chỗ mấy con tu rồi thì mấy con phải năng nổ, phải siêng năng, phải nhiệt tâm tu tập, không có phí cái thời gian của mình nữa thì cái sự tiến bộ của mấy con nó rất rõ rồi, mau chấm nó đi tới cái chỗ mà từ cái kết quả này nó sẽ đi đến kết quả khác, từ cái lớp này các con sẽ lên cái lớp khác chứ không phải còn ở trong chỗ. Cho nên các con đừng có phí cái thời gian, thầy nói hôm nay mà thầy về đây mà thầy kiểm điểm như thế này, phân lớp cho mấy con biết cái pháp tu của mấy con ở chỗ nào, tại sao người này tu 30 phút, người kia tu 5 phút, người nọ tu 1 phút, người nọ chỉ tu đưa ra đưa vô một cánh tay, người này lại phải tu giữ tâm bất động thanh thản là vô sự, mà người kia lại phải ở trên tứ chánh căn. Thì các con thấy rõ ràng nó nhiều lớp chứ đâu phải một lớp. Mà trong có một số người như thế này mà cứ ngự lớp lớp chắc là thầy mệt đó rồi. Cái gì người dạy lớp thôi chắc chết cho thầy rồi. Coi như mấy con thấy nãy giờ lẽ ra nếu mà một lớp học chỉ chung nhau một cái bài pháp thì thầy nói dài 3 tiếng, bây giờ thầy ra cái thầy nghỉ rồi phải không? Nhưng mà nhìn thấy cái lớp này mà con hỏi thầy như vậy rõ ràng là quá nhiều, cho nên ngồi đây mà nói chưa hết. Cái lớp này xong rồi tới lớp khác xong rồi tới lớp khác mà lớp không có nhiều có ngự. Trời đất ơi, một lớp học mà có người chúng ta giờ vô cùng. Chứ phải mà dồn lại một lớp được 40 người thì cũng đỡ thôi. Mà dạy một lần mà 40 người nghe, có phải đúng không mấy con đem? Dạy một lần mà có được có người học trò nghe, có phải không mấy con đem? Thì bây giờ mấy con mà học cái lớp thấp mà nghe cái lớp cao thì mấy con đâu có dám lên nó tu được. Mấy con lo tu của mấy con thì như vậy là có nghe chơi chứ có làm gì được. Hay không giờ?
ráng tu không? Bây giờ còn mấy con còn sót, buổi chiều thầy đến thầy kiểm tra tiếp, kiểm tra tiếp mấy những người nào chưa xong, mà buổi chiều không? Còn 2 giờ thầy đến, đâu có bỏ được. Bây giờ mấy con chưa dạy, mấy con còn có lớp của mấy con nữa chưa có xong, thì do đó mấy con mà đã được chỉ định cho pháp nào tu rồi thì về tu. Còn buổi chiều những người nào mà còn hỏi thầy thì đến đây gặp thầy 2 giờ, được không? Bây giờ thầy mắc bận công việc rồi. Thầy sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi chứ, cũng ráng cố gắng.